Chào anh em đến kênh Follow Me. Hôm nay rảnh rỗi sâu nhà câu. Nước khá là ngon nhưng mà câu nãy giờ không ăn. Hiện trạng là mình đang câu 2 tuần mấy. Câu với một quầy mùa cám mình đã câu hết rồi. Quầy ngồi đây quay cho anh em xem cát tặc nha. Thấy hai anh bạn đang đứng trên ghe hút cát nè. Đó, hiện tại thì con sông này thì ngày nào cũng có hai chiếc ghe lên để hút cát. Địa chỉ chính xác của địa điểm con sông này là Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa. Không biết là mấy anh quản lý môi trường ở tỉnh Khánh Hòa rồi có biết điều này không? Tóm lại là chắc nó không đúng không? Mà ở đây thì cát tặc ở đây thì sẽ thì không nghĩa lý về với mấy anh này đã. Rồi công an sẽ thì công an sẽ không giải quyết được. Giống như là né đó anh ơi. Đó, cát tặc. Mặt chiến đang đi xuống nữa kìa. Chưa xuống. Nghe máy mà chưa xuống. Anh em đợi xíu nha. Bên kia hồi trước cũng là một bãi cát tặc á, nhưng mà sau này bị sao đó dẹp không làm nữa. Nói chung là hồi đó bãi cát khá là lớn, ở đó là hồi đó có 5 chiếc ghe như thế này nè. 5 chiếc ghe thế này hút mà banh chành con sông luôn mọi người. Đây, câu cát không có cát rảnh rỗi. Quay cát tặc cho anh em xem. Cái cơ quan ban ngành nào mà thấy được cái mấy thằng cát tặc này nè, cứ liên hệ về nhắn tin vào cái kênh của tôi chỉ chính xác cho tôi dẫn lên cho mọi người thấy luôn ta. Ngày nào cũng gì, ngày nào cũng thế. Khúc đó nổi vào con sông hồi trước là sông cát không. Cát cả một bãi cát luôn. Hai bên bờ là cát, bữa nay là hai bên bờ là vực thẳm. Dưới chân cô chỗ này nè, tôi bước xuống đây là 4-5 mét là chuyện bình thường. Rồi, quay nhảm nhảm vậy cho anh em xin thôi. Bye bye. Hẹn anh em một clip tiếp theo.